Lời khuyên tu hành. Tu hành và việc đời. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đời sống chắc là khó chịu lắm nếu mình thiếu những của cải vật chất ở đời. Nhưng rồi chúng ta vẫn sống còn, vẫn có thể gìn giữ tâm hồn trong sạch. Đôi khi nhiều tiền quá cũng có thể làm hại cuộc đời, làm cho đạo đức mình bị lung lay, dao động. Mất đi thể xác này không thành vấn đề, nhưng nếu vì đồng tiền mà mất đi lòng mong cầu chân lý thì rất khó cho chúng ta tìm lại được. Chúng ta đo lường trình độ của mình không phải chỉ bằng cách ngồi nhìn ánh sáng, nghe âm thanh. Tu hành chúng ta nên cẩn thận từng giờ phút trong ngày, chứ không phải chỉ có khoảng thời gian ngồi thiền 2 tiếng rưỡi mới gọi đó là tu hành. Chúng ta phải liên tục cảnh giác, biết khi nào đẳng cấp của mình đi lên hay rơi xuống. Nên để ý tới phản ứng của mình mỗi khi có người nào la rầy mình, xem tự ái hay cái ngã của mình có bị tổn thương hay không, hay khi người khác lấy đồ của mình hoặc làm thiệt hại tới tài sản của mình, xem chúng ta có phản ứng mạnh mẽ hay không. Như vậy sẽ biết cái ngã của mình lúc đó có nổi dậy hay không. Đương nhiên chúng ta cũng phải bảo vệ tài sản, tình cảm, gia đình mình, nhưng bảo vệ khác với ham muốn, khát khao gắn bó thái quá. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền bảo trọng tình cảm, gia đình, của cải của mình. Nhưng nếu chúng ta khổ sở, đau lòng vì những thứ này không buông ra được, thì phải nhanh nhanh ngồi thiền thêm nữa. Sự quan trọng của việc thiền Quán Âm. Những người tu pháp Quán Âm phải thiền Quán Âm mỗi ngày ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Đó là điều thiết yếu để rửa sạch những hậu quả mà thế giới đang ảnh hưởng đến chúng ta. Dĩ nhiên, thiền ít quý vị cũng có cảm giác vui sướng, nhưng sẽ không cảm thấy vui sướng hoàn toàn. Đương nhiên khi thiền Quán Âm một lúc 1 tiếng đồng hồ hơi khó, nhưng quý vị phải cố gắng hết mình. Đôi khi tình trạng cải biến sau khi thiền 20 phút, cơ thể trở nên vững vàng, ổn định, tinh thần phấn khởi, rồi thân thể không cảm thấy gì cả. Lúc đó bầu không khí nôn nóng, bất an không còn nữa. Tất cả sẽ tốt nếu chúng ta ráng chịu đựng một hồi. Tu hành trong chân lý. Có một quyển sách nói về những người tu pháp Quán Âm hồi xa xưa, nói rằng khi chúng ta tu hành, câu thông với chân lý dù chỉ một thời gian rất ngắn, như 2-3 tiếng đồng hồ hay nửa giờ hay vài chục phút, chúng ta vẫn có thể rửa được trăm vạn ức nghiệp chướng nặng nề. Quyển sách này cũng nói rằng có nhiều khía cạnh tu hành. Chúng ta có thể nghe bài giảng pháp của một minh sư, được gặp vị đó hay gia nhập vào các buổi cộng tu của đệ tử ngài. Nếu không thể gặp minh sư, không thể tai nghe những bài thuyết giảng của vị đó, thì ta có thể đọc kinh sách của ngài, hay nghe băng giảng pháp, hay theo lời hướng dẫn tu hành của vị đó. Tất cả những việc này được coi như là trau dồi tâm linh và nằm trong chân lý. Tất cả những việc này đều có thể rửa nghiệp chướng tồn kho từ bao nhiêu tỷ ức kiếp, giúp chúng ta dễ chịu, thoải mái, sung sướng hơn, không còn ham cãi giả với ai điều gì nữa. Lợi ích khi gần những người giàu kinh nghiệm tu hành. Đôi khi chúng ta cần một người nào đó để nhắc nhở mình tới những lợi ích trong việc tu hành để giúp chúng ta nhớ tu hành. Nếu không, ngày nào cũng tiếp xúc với nhiều chúng sinh trần tục hoặc những chúng sinh đẳng cấp không cao gì mấy. Từ trường không tu hành của họ sẽ kéo đẳng cấp của mình xuống một chút, rồi chúng ta trở thành giống như họ, bận rộn công việc của ta bà, của cuộc đời, rồi quên đi mục đích quan trọng nhất của mình. Do đó, gần gũi với những người giàu kinh nghiệm tu hành và thánh nhân Bồ Tát thật tình có lợi, tức là ở gần các đồng tu và minh sư đắc đạo rất lợi ích. Lợi đây không phải là vì chúng ta được gặp họ hay được nghe họ nói. Thậm chí nhiều khi họ không nói gì cả, nhưng từ trường của họ cũng đủ nhắc nhở và khuyến khích chúng ta. Rồi tự nhiên chúng ta nghĩ tới tu hành. Nhiều khi ở gần họ thôi cũng làm cho chúng ta rất là dễ chịu, cho chúng ta cảm hứng muốn ngồi thiền, không buồn nghĩ tới những điều thế tục nữa. Thế nên bên Ấn Độ người ta nói nên đi gặp thầy mỗi ngày nếu được. Nếu không làm được mỗi ngày thì tối thiểu cũng mỗi 2 ngày, 3 ngày. Nếu không được nữa thì gặp thầy tối thiểu mỗi tuần. Nếu không được thì tối thiểu cũng mỗi 2 tuần.
Nếu không được thì mỗi tháng. Nếu làm vậy cũng không được nữa thì gặp thầy vài tháng một lần. Nếu không thì mỗi năm một lần. Nếu vẫn không được thì ít nhất cũng phải một lần trong đời. Nếu vẫn không được thì sẽ gặp thầy giờ phút lìa đời. Lúc đó chắc chắn Ngài sẽ tới đưa quý vị đi. Cho nên rốt cuộc cũng sẽ gặp được thầy. Tuy nhiên vẫn phải có tiền duyên với minh sư đó thì quý vị thì vị đó mới tới. Tâm cùng tâm với sư phụ. Nếu tâm chúng ta tốt thì đồng một thể với vạn vật và câu thông với thánh nhân Bồ Tát là một điều giản dị. Nếu chúng ta ngăn cách trong lòng thì cũng giống như là xây bức tường chung quanh mình vậy. Thánh nhân Bồ Tát không xây tường, chúng ta là người xây, dựng thành trì lên, cản trở chính mình. Chưa chắc chúng ta đã được cùng với một thánh nhân, mặc dù chúng ta tới rất gần Ngài. Tâm chúng ta cần phải đến gần, như vậy thì dầu có hàng ngàn dặm xa, chúng ta cũng cảm thấy dường như không bị ngăn cách bởi không gian. Nếu gần một thánh nhân mà tâm không hòa nhịp với người đó, thì cũng giống như là đang xa cách thật xa. Chúng ta đi theo một vị minh sư đắc đạo và học với vị đó, có nghĩa rằng tấm lòng chúng ta cũng đã sẵn sàng tháo gỡ những tư tưởng xấu, những sự ràng buộc gắn bó vào thế giới mà chúng ta đã chấp nhận từ bao nhiêu kiếp. Khi những vấn đề này được giải tỏa, thì nghiệp chướng từ nhiều kiếp trong quá khứ sẽ xóa tan. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể được gần thánh nhân Bồ Tát, được thấy ánh sáng và nghe được âm thanh của chân ngã, âm thanh nội tại.